Thằng bạn đi vô cái con rồi bạn nữa bự không? Anh chị các bạn. Xin chào. Hai cha con. Sơn cũng kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình làm cái món khoai tây nướng thịt bằm. Khoai tây thịt bằm. Thì mình chuẩn bị 5 trứng vịt, 3 trái cà chua, một củ hành tây, giờ chiếc một chút xíu bột bắp, bầm, thịt bầm mấy con. Cái cọng đầu nó làm gì? Hả? Cái cọng còn để chặt cầm á, chặt cầm đựng cho nó đứt tay không? Rồi vậy cho nó tiện thôi, vậy nó tiện nhất, mau mà muộn nó nhuyễn luôn rồi không nó nhuyễn luôn rồi, khỏi cần mình khỏi cần khắc lại nữa. Chứ được không? Tiêu quá à, cần ừ, cho đây. Cái hạt trong đây nè cha. Hả? Cái hạt hồi nãy cha chắc cũng thấy trốn đó cha. Ừ, coi chỗ mà. Lấy cha đi. Thấy cha lấy rồi. Rồi hả? Hả? Ừ, đủ hết luôn. Nay ăn thật đủ quá. Mình cắt lúc chưa chín thì nó cứng nhắc. Rồi lúc mình nó khoai tây chín rồi nó là dầu cho. Đúng rồi. Nó phải vậy thôi. Chứ nhưng mà nó chín mà nó còn cứng nhắc thì sao rồi chín được? Đâu có gọi là chín. Đúng không? Làm món khoai tây này cho con ăn cho nó tốt nè. Con không thích ăn rau. Tốt, khỏe. Học cho giỏi đúng không? Mình mới nướng được không? Bữa nay hai cha con ăn khoai tây cũng ăn cơm, không ăn cơm ha. Ăn khoai tây thôi, khỏi cần cơm. Cho chút xíu hạt nêm. Chút ngọt.
lá. Chín luôn đấy ha. Ủa, giỏi vậy hả? Cảm ơn gái nha. Vừa uống không đây biết. Thử ra. Vừa uống chua chua ngọt ngon hả gái? Có muối nè hả? Rồi, cái này mình nhắc xuống. Ok. Ừ. Làm nhân cái chả nướng à. Mau. Vậy hả? Trời ơi. Mình ăn ngày hai cử rồi coi. Ừ, ăn ngày hai cử. Thịt xay. Ăn khoai tây mình vẫn ăn cơm à. Nó nhiều chất bột rồi. Ừ. Nhiều chất bột hả? À? Cái nào nhiều chất bột? Khoai tây. Ừ. Cho chút xíu ngọt chưa? Lại con gấu nữa cha. Ừ, gấu sao con? Không biết nó làm gì mà nó niêm. Nó ừ. Cái gì vậy? Gấu lên lần đầu lên trời. Ờ luôn. Vậy. Chậm lâu. Ừ. Nóng nha. Ừ. Mùi thơm ta. Ừ. Nó phải thơm mới được không? Để tiêu xay. Xíu bột bóc vô nữa cho nó kéo lại. Kéo lại cho nó sạch, nó dính lại cái mình nướng dễ. Bột bóc thì vô cũng bóng thật. Cái gì vậy? Ừ. Cho hột vịt cho khoai tây. Nói chung trộn đều lên chứ hồi nó dính lại với cái màu nó đẹp hơn, nó ngon hơn nữa. Mình đánh ở ngoài cũng được thôi, như vậy cho nó trực tiếp đi luôn, chịu khó trộn lâu chút xíu là nó cũng đều. Đều hơn mình để ngoài mình đánh vô cả. Không con, cũng vậy thôi con, ăn thua mình trộn đều lâu một chút rồi nó đều. Nó đều. Mình nướng cho nó dính lại luôn. Lúc mình nướng đừng cho nó dính mâm này. Ừ. À, chút xíu dầu ăn vô. Mình lấy một
quét xong rồi mình để thịt bằm lên, để mình quét khoai tây nữa, để thịt bằm lên, cuối cùng mình để khoai mai lên luôn nha. Không có, để con khoai mai giữa luôn con. Giữa luôn hả? Ừ. Đúng rồi, cái này cũng như bánh vậy. Bánh lốp kem hả? Ta làm cho 3 khay luôn. 3 khay luôn. Ừ, 3 lần. Dạ nhé. Hả? 3 khay nhé. Ừ. Nước quýt lên. Ừ. Cha uống nước rồi cha. Ừ, cha. Ý nha, cái bánh thứ hai là nó nhiều, nhưng nước cũng là nhiều bánh. Ừ, cái chia cả 3 cái cũng được thôi. Chia ra 3 cái ít quá. Và 2 cái thì có 1 cái nhiều nhân. Trời. Có 1 cái nhiều nhân. Ừ. Có 1 cái nhiều nhân hả? Dạ. Có nhiều nhân. Ừ. Bỏ lên lò nướng. Nướng hai. Ừ. Chậm cho nó thiệt là nóng, cho nó chín nước khô. Giờ là mình lấy cái chơi mình đem xuống cái dưới đem lên trên. Đó. Anh nói chị hiểu luôn. Đó, dở không vậy? Dạ không? Hấp dẫn. Quá hấp dẫn rồi ha. Gì con? Cái dưới là nó đâu đủ đủ lửa. Rồi bây giờ mình dời cái này xuống nè. Đó, cho nó khô. Đúng không? Rồi bỏ cái dưới lên trên lại. Tí xíu là xong. Chở mặt, lúc mà chở mặt quá mau vàng lắm. Ừ, tầm 20 phút nữa. Được tiếp theo gái. Dạ. Rồi để con một bánh ra một bánh. Rồi. Cái này giống bánh 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 khoai tây với thịt tầm luôn á cha. Ờ, bánh khoai tây. Rồi giờ lấy ra, chở bời. Ấy ghế đâu ghế? Con đi lấy sàn cho cha. Vậy hả? Rồi mình đổi mặt lại. Có thịt ít gì à? Đổi mặt lại con. Đổi mặt qua đây nữa. Bánh khoai tây ra lò. Ui, đó, bánh khoai tây ra lò chính xác. Khoai tây ra lò, không thấy nó hết. Từ, thấy nó rồi. Này cho nó vàng nó thơm luôn con. Ừ.
nó vàng giống mặt trước mặt nãy vậy đó. Mới thành bánh bông lan nhân thịt bầm rồi. Cái này là màu chín lắm các, nãy nó còn nước, nãy khô nước rồi, màu chín lắm. 10 phút thôi. Này chút xíu chín, chút xíu là vàng rồi. Hết nước rồi, nãy nó còn nước á. Wow. Tí xíu gái ơi. Ngồi hỏi xong chưa cha suốt. Tí xíu là xong rồi con nè. Con cho biết con thèm. Nhìn thấy thèm không? Bánh này là bánh này bánh độc quyền luôn con. Bánh này là chưa có xuất hiện trên mạng luôn con. Cái gì? Dạ, bánh này chưa từng có trên mạng, trên YouTube chưa có đâu. Bánh này là bánh lần đầu tiên xuất hiện luôn á. Lần đầu tiên xuất hiện trên YouTube. Bánh bông lan khoai tây. Bánh bông lan khoai tây nhân thịt bằm. Chờ thêm 5 phút nữa là ăn được con. Gái ơi. Chết rồi hả? Chính rồi, chính rồi. Ngồi lần học hả? Ngồi lần học phải không? Dạ. Đó xuống ẻo luôn rồi. Rồi chiếc đâu rồi? Ăn thôi con gái ơi. Dạ. Đồ ăn chín rồi. Hai cha con cũng xin tổng mời cô bác anh chị các bạn ăn cái khoai tây nướng với hai cha con mình. Bông lan hả? Dạ. Con lấy cái nĩa con chĩa cái con đỡ cái muỗng lại, thấy không? Nó gớt cái thịt bầm á. Cái thịt bầm cái nó hết ngon. Đó. Chút nữa mình ăn còn khoai tây không à? Đúng rồi, ăn cái này cho tốt con. Thay vì mình ăn không ăn rau được thì ăn khoai tây, thấy không? Đó. Cứ ăn dính kìa, lùm lum chân nè, trời đi. Chưa hết, cha chưa ăn nữa, miệng mồm dính kìa. Thấy con gái ăn nãy giờ thấy thèm quá. Con giữ thì con ai đấy. Cái muỗng hứng được. Con rớt cái thật là uổng lắm không. Cái này mình ăn, con ăn cái này nè. Có khoai tây nhiều tốt, đúng không? Lần đầu có biết món này vì lần đầu cũng thấy nó có luôn. Lần đầu có thiệt luôn á. Mà con cảm giác sao? Cay cay, thịt ớt, thơm thì thịt bò, luôn thịt nghe, thịt bằm, mềm khoai tây. Mà cảm giác ngon không? Thấy không? Mà cho quay lại con dĩa đó. Múc ra con lấy muỗng con múc nè. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Nó có bự quá thì con thắng làm hai. Lấy muỗng á. Cái muỗng thắng không được rồi, đó. Đó. Đó, thấy không? Cái này mình ăn cũng như mình ăn khoai tây thôi. Tôi nhìn cho làm biết làm rồi đó. Biết không? Biết. Cái nó béo cũng từ có cái phô mai nữa gái. Cái này mà kén ăn rau củ quả ăn cái này là được. Mình cũng xin nói thật với cô bác chị các bạn. Nhà cô bác chị các bạn mà có cháu nhỏ không có ăn rau củ quả được, mình có thể mình làm gì. Nó rất thích ăn. Gái mình là nó cũng kén ăn rau củ quả lắm, nhưng mà ăn cái này nó rất là thích.
nó thơm nó béo, nó lại nó bắt mắt luôn, bắt mắt mấy đứa nhỏ. Tương ớt mà cái cây đó đâu có cây khác không? Cây cắt kìa, đó. Rồi cái múc đi không? Dạ. Đó. Đó. Gì vậy? Dạ. Đó. À. Cái bự này nhân nhiều. Cái bự nhân nhiều, cái này nhân ít. Người đó. Wow. Sao thấy cho ăn gì giống như cho biến nhỏ là thằng con nít đó cha. Sao vậy con gái? Sao ăn khoai tây với con nít nhỉ? À, con nít tự ăn phải thích ăn khoai tây phải không? Giống như con như vậy. Khoai tây nhiều ăn nhiều tốt quá. Cha ơi, cái này dưng nhiều ngon lắm này cha. Dưng nhiều hả? Dạ. Lửa nhưng nhiều cho cha hả? Gái giỏi quá. Cái này ngon thiệt, cũng ngon chơi ăn gái. Ăn khỏi là ăn cơm luôn. Cái này chỉ có hơn 200 gram thịt rồi. Còn như khoai tây không? Hơn 1 kg khoai tây. Rồi cà chua, cà hành tây. Có 200 gram thịt. Nhiều khoai tây nhiều hơn. Đúng rồi, nhiều khoai tây. Để cho ăn khoai tây á, tốt cho khỏe con. Dắt lại ăn đã thèm chưa? Nóng ăn từ từ, gấp quá. Nóng con khỏi ăn từ từ. Để cho dễ cho. Nè cắt nè, có ăn từ 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 á, đó. Đó, con múc con ăn từ 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 chứ để con làm cục bự quá cái nóng, nóng lưỡi luôn. Ừ đúng rồi, ăn miếng nữa này thôi, còn miếng này chiều ăn, chiều ăn à, để dành đó. Đại quá, đứng đùm đùm như vậy. Thơm thiệt, thơm béo ngon thiệt. Hai cho con cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai cho con. Hai cho con cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.